Hi, xin chào tất cả các anh chị và các bạn. Phải nói một tháng trước chắc là xui xẻo khi mà máy móc nó bị hư nhiều, và cái trong đó nó có một cái dữ liệu rất là quan trọng, đó là cái ổ cứng. Thì tất cả các cái dữ liệu mà làm hồi xưa đến giờ thì mình lưu trong đó, nhưng mà máy thì đang hoạt động, tự nhiên là nó khi mà khởi động lên thì nó bị chập chờn và nó repair lại những cái dữ liệu trong cái ổ cứng đó. Và mình có nhờ bạn mình làm bên kỹ thuật vi tính, nhờ để mà kiểm tra lại ổ cứng thì nó bị lỗi, và khắc phục lại thì cũng hết gần một tuần. Tuy nhiên là dữ liệu không có cứu được. Một số cái dữ liệu quan trọng thì nó bị mất hết. Thì mình nghĩ khi mà chúng ta làm lâu thì chúng ta nên có một cái nơi để chúng ta backup cái dữ liệu, chúng ta lưu và chúng ta save lại. Tuy nhiên là trong cái quá trình mình làm thì mình sẽ không có cái trách nhiệm để lưu file cho khách hàng. Tuy nhiên ở đây mình muốn lưu file lại là khi ví dụ như những cái khách hàng mà hay thường xuyên làm với mình, mà khi họ tới họ làm lại những cái vấn đề đó, ví dụ như card visit đó, thì mình sẽ có cái để mình làm liền, mình không mất công phải thiết kế lại. Do đó là mình nghĩ là khi mà làm xong, đối với những khách hàng nào mà cần thiết đối với mình thì mình cần phải lưu lại những cái file mà khách hàng đó làm, để khi mà họ tới là mình có làm liền, thì nó rất là nhanh và thuận lợi. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái mà mình cũng phải đang làm. Và các bạn, mình nghĩ các bạn mới thì các bạn cũng nên tính tới cái hướng để lưu trữ file khách hàng sao tốt. Thì bây giờ tất cả cái dữ liệu của mình nó bị mất hết, nên có một số bạn, có vài bạn đã gửi mail cho mình và xin mình một số cái file, như là file giấy khen, file card visit, rồi file thẻ nhựa BBC. Thì do là dữ liệu mất hết nên mình không có gửi được cho tất cả các bạn đó, nên là các bạn hết sức thông cảm ha. Còn về mấy cái mẫu giấy khen thì mình nghĩ các bạn nên lên trên Google, các bạn search, các bạn tìm. Thì hiện tại ở trên Google mình thấy có rất là nhiều cái trang cộng đồng, người ta chia sẻ rất là nhiều về cái mẫu thiết kế, và trong đó phải nói đến là cái trang công nghệ thông tin Quảng Ninh.com. Thì các bạn khi mà các bạn lên Google, các bạn search, các bạn chỉ cần ví dụ như các bạn tìm cái file giấy khen, mẫu giấy khen, thì các bạn lên các bạn đánh là mẫu giấy khen công, kèm theo phía sau các bạn đánh theo cái chữ là công nghệ thông tin Quảng Ninh và cái chữ viết tắt, thì nó sẽ ra cái trang của cái diễn đàn đó. Thì trên đó có rất là nhiều cái dữ liệu mà người ta đã share lên cho tất cả các bạn sử dụng miễn phí. Thì trong đó nó có ví dụ như là băng rôn, những cái mẫu trang trí cho cái trường mẫu giáo, trường học, tờ giấy khen, các cái mẫu chứng nhận, rất rất là nhiều ở trên đó, kể cả tiệc cưới cũng có. Thì các bạn có lên đó các bạn tìm ha. Thì mình nghĩ đây là một trong những cái kho dữ liệu mà rất là quý để cho tất cả các anh chị và các bạn làm bên lĩnh vực thiết kế hoặc là làm lĩnh vực dịch vụ photo in ấn như mình, rất là cần cái trang diễn đàn này. Thì các bạn cứ lên đó các bạn search, rồi các bạn làm, rồi các bạn lấy về các bạn làm theo ý của các bạn, và khi đó các bạn lưu lại ha. Thì mình nghĩ cái lưu dữ liệu là một điều hết sức rất là quan trọng cho những cái tiệm của chúng ta, nếu mà các bạn muốn làm lâu dài. Nên được rồi, là mình cũng có mua thêm một số cái ổ cứng để mà giờ khi mà làm chắc là phải backup ra để lưu lại. Thì nó lưu lên trên hai ổ thì để dự phòng, có thể là nếu mà hư ổ này thì nó còn ổ kia thì chúng ta để lại. Đây là cái CPU của mình nè. Đợt trước cũng bị hư, mới lấy lại của bên chỗ bạn mình làm bên vi tính. Thì nếu các bạn muốn tìm hiểu về những cái CPU này hoặc là những cái ổ cứng, camera đồ, các bạn lên cái trên trang web qttshop.com thì sẽ có đầy đủ hết. Và ở đây mình thấy là trên cái trang web này bạn mình nó về với giá cả, thì mình so với những cái trang web khác thì nó ưu đãi rất là nhiều. Do đó là các bạn cứ lên đó các bạn tìm hiểu ha. Thì đây mở cho các bạn coi, là đây là cái CPU cái kính, đây là nó có cái kính trong suốt thôi. Thì các bạn thấy trên đây là mình đang hay sử dụng ba ổ, nó giống như một cái đống bùi dùi vậy đó, sử dụng ba ổ. Ở trên đây là một số ổ SSD, nó chạy ổ C, chỉ chuyên chạy ổ C thôi. Còn ở dưới đây là một cái ổ cũng SSD hết. Thì cái này là chạy để lưu dữ liệu, để làm dữ liệu và lưu trong đây nè, làm dữ liệu lưu trong đây. Và đợt kia rồi bạn mình mới tặng cho mình một cái ổ cứng của cái laptop. Thì cái ổ này nó khoảng 250GB, thì mình nghĩ cái ổ này là mình lấy về để dự phòng khi mà những cái file một cứ sau làm việc một tuần á, thì mình sẽ save backup cái file dữ liệu vào trong đây để mình lưu trữ lại.
À, nếu mà một trong hai cái ổ này nó bị hư thì có cái ổ khác nó hỗ trợ lại, nó lưu là còn lưu lại cái dữ liệu đó. À, do đó nếu mà tất cả các dữ liệu quan trọng thì mình nghĩ các bạn nên backup, có thể là một ngày, 3 ngày hoặc 1 tuần chúng ta backup một lần, từ cái ổ ổ dữ liệu chúng ta ổ qua qua ổ lưu trữ để chúng ta bảo vệ cái dữ liệu của khách hàng nó tốt hơn ha. Đó, đó là vì mình sau khi mà bị mắc bò rồi bây giờ mới tính làm chuồng nè. Đó. Bây giờ mình nghĩ cái này là mình cũng chia sẻ cho các bạn mới có để có thêm chút kinh nghiệm để các bạn mà xử lý và lưu trữ dữ liệu nó tốt hơn thôi ha. Đó. Rồi, đó là một chút kinh nghiệm rút ra từ bản thân khi mà bị mất dữ liệu, bị hư ổ cứng. Thì mình nghĩ đây cũng là một trong những cái kinh nghiệm mà mình cần phải chia sẻ cho tất cả các bạn và các anh chị mới làm vào nghề để có hướng lưu trữ file cho khách hàng nó tốt hơn. Rồi mình xin kết thúc video ở đây ha. Nếu các anh chị nào mới vừa ghé vào kênh Bado Official thì hãy giúp mình đăng ký kênh để cho kênh này càng phát triển. Còn anh chị nào có những cái thắc mắc hay có những ý kiến gì hỏi về trong lĩnh vực ngành nghề của tôi nấn thì nếu mà trong khả năng của mình trả lời được thì mình sẽ trả lời cho tất cả các bạn và các anh chị. Xin chúc tất cả các bạn và các anh chị có một ngày cuối tuần thật là vui vẻ và hạnh phúc ha. Bye bye.